Hello, chào tất cả bà con nha. Thì mình đang tiếp tục giới thiệu cho tất cả anh chị em bà con mình thêm một cái mẫu xe. Mình đang còn mấy chiếc, nói chung là còn mấy cái mẫu, những cái giá mà trăm, hơn 100 triệu còn rất là nhiều. Nên là anh em bà con nào muốn mua hãy liên hệ cho bên của Hoàng nha. Thì giờ mình đang ngồi nói chuyện, đang ngồi chơi với anh em ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bà con mình ha. Đây là chiếc xe này, biển số 75 nè, 207. À, khách cọc rồi hả? Dạ, khách cọc 3 triệu rồi. Số sàn. À, xe này khách cọc luôn, mới cọc hồi sáng em. Cọc chiều hôm qua. Xe rất là sạch đẹp luôn nha anh em bà con. Anh em bà con thấy không? Những cái mẫu xe bên Pháp Anh là nhiều khi thật sự là nhiều cái xe mình cũng chưa quay mà khách hàng đến xem trực tiếp cũng mua luôn rồi. Cho nên là những cái mẫu xe ví dụ như những cái tầm giá như thế này nè, anh em bà con mà đến xe mà mua, nhiều khi anh em không có chịu theo dõi á, thì anh em sẽ không nắm bắt được cái những cái mẫu xe bên Pháp Anh thôi. Đây mình đang có chiếc này nè, Fortuner nè. Fortuner này mình hay đi nè, mình hay đi hàng ngày, đời 2009 nè. Chiếc này thì bên Pháp Anh đang bán với cái giá, bên Pháp Anh đang bán với giá là 465 triệu ha. Thì anh em bà con nếu mà ở gần đây có thể đến trực tiếp xem xe ha. Mấy cái xe này thì nước sơn còn rất là ok, đẹp, mình thùng rất là thẳng nhé. Giá chỉ có 465 triệu thôi là mình sở hữu được chiếc xe này rồi nha anh em bà con. Xe này mình để mình đi mấy bữa nay mình đi lên Sài Gòn đi xuống rất là nhiều, đi rất là ok luôn. Xe này thì Pháp Anh chưa vô màn hình nha. Những cái bộ bế chân như thế không? Này chắc là mới chạy mới bị chảy chứ đúng là không có đâu. Xe này biển số 56A nè, 15699 nè. Nó là con Fortuner đã 2009 thôi. Máy dầu, trong máy dầu thì rất là tiết kiệm, 100 cây thì nó tiêu thụ chỉ có từ 8-9 lít thôi, 100 cây thôi. Có thể nếu bà con mà chạy mà chuẩn thì có thể nó sẽ thao hơn nhiều ha. Thì anh em bà con nào ví dụ như đang có dự tính muốn mua xe, hãy nghiên cứu cái xe này coi, để có thể đi chạy dịch vụ gia đình mình được không, hay là làm cái gì không ha. Ủa em cái xe kia bán như màu đỏ kia bán nhiều hả? Chưa bán được hay sao? Không mà ý giá bao nhiêu á? Bên Pháp Anh còn những cái mẫu xe giá hơn 100% nhiều lắm. Đang dọn tâm huyết chiếc xe nè. BD. Đang dán hay làm gì em? Ờ đúng rồi. Trước nó có hai cái như vậy luôn. Giá chỉ có 75 triệu thôi, 75 triệu. 75 triệu có chiếc xe này đi rồi ha. Xe biển số 29. Mấy cái xe mà mấy chục triệu này chắc anh em mua là biết chia tay và tranh chấp thôi. Tại vì mấy cái mẫu xe là thực sự mà rút hồ sơ nữa thì nó tốn kém, đời 21 là ha. Tốn kém lắm. Rút thì thật sự thì chỉ hết 3 triệu, 4 triệu thôi, nhưng mà về anh chị em mà con mình nhập lại tốn hết cả mớ tiền. Nhiều lắm. Ồ, xe này tới 2 túi khí luôn ha. Ghế đẹp nè. Đây là túi khí nè. Đây túi khí nè.
Xe này ví dụ anh em là mua về tập lái thì ok ha. Ở Sài Gòn mình không có chỗ để dọn, về nhà là mình không, về nhà là cái xe sạch liền. Nói chung là mình cũng đang dự tính kiếm cái bãi lớn để có thể đưa tất cả anh em đây xuống như đó, chia ra làm hai nơi để mình có thể là mình bán xe dễ hơn và nhanh hơn. Thì với những cái mẫu xe bên phía anh đang bày bán thì có thể anh em trực tiếp đến xem xe ha. Nếu mà được thì có thể là sẽ mua về đi gia đình ha. Đây chiếc Avel Chevrolet ha. Xe này đời rất là cao luôn ha, đời 2000 không nhầm là 2016 ha. Đang để đánh bát ha. Sơn zin còn khoảng 80% thôi. Sơn zin khoảng cỡ 80% luôn nha. Đây là sơn zin này. Động cơ máy nè. Bếp full nè. Rất là chuẩn luôn mà con. Rất là chuẩn ha, cabo zin luôn. Xe này chưa tẩy rửa nha. Xe này thì ngày mai anh em sẽ tẩy rửa đây, đang để đây chuẩn bị tẩy rửa này. Là xả bát ha, xả xong đánh bát. Đời 2016. Những cái này còn đẹp ha. Km thì đi rất cực kỳ ít luôn. Nếu những vô lăng ha. Và đặc biệt đó là cái cần số là số tự động này. Nhiều người nhìn người ta tưởng đó là những cái xe bình thường thôi, nhưng mà thật ra đây là một chiếc xe Avel số tự động à, chạy rất là sướng, cực kỳ xịn, rất sướng à, nỉ đi theo xe nè. Xe này được chủ đi giữ rất là kỹ, cho nên là cái gối này mà con nhìn thấy không, cái ghế nè không có cái dấu mà bị mồ hôi ha. Nói chung là xe người ta chạy máy lạnh thì chắc chắn là sẽ không bị ha. Còn xe mà ví dụ như chạy mà không dùng máy lạnh là sẽ bị đen hết ha. Anh em nào ví dụ như có cái giá tiền như thế nào gọi điện thôi, liên hệ tới ô tô Phan Anh. Phan Anh sẽ bán cho con cái giá cái xe này ha. Thì cái xe này thật sự là sơn zin còn khoảng 70-80% luôn. Cái này mình sơn zin ha. Sơn zin đó cho nên là cái độ bóng nó con nhìn thấy nó khác những bình thường ha. Xe này ngày mai xe này bán đây giờ tầm bao nhiêu? Này lấy vô tôi này bán 275. 275. Bao nhiêu? 275. 200 mấy? 270. 275 hả? Đây là 216. Mình còn mấy cái xe này, xe này chưa bán không? Xe này tính bán bao nhiêu? Con này chiếc đời nhiều. Con này đời 21. Đời 21. 2010 bản đủ. 2010 bản đủ. 162 hả? 160. 160 triệu. 160 triệu nha. Anh em mà con nào ví dụ như thấy xe ok thì liên hệ nha. Bên mình đang còn có bán tải nha. Bên này đang có chiếc Jolly. Jolly này giá nó cũng 130 này. Giá mọi người mấy xe này nè, nhiều xe là với những mẫu xe mình đang còn, có thể là mình sẽ review từng chiếc một cho anh chị và xe con xem không, xem coi như là cái xe này nó có hợp hay là có ý nghĩa không nha, để có thể là bà con mình đến trực tiếp và mua những con xe của con đã bày bán ra nha. Thì Pháp Anh cũng luôn luôn nâng cao những cái dòng sản phẩm lên để cho bà con có thể là kịp theo theo thời luôn, để cho tất cả bà con mình khi bà con ví dụ như là bà con muốn bán hoặc là bà con muốn nâng cấp lên thì bên Pháp Anh cũng sẽ thâu lại và Pháp Anh cũng sẽ giúp cho bà con trao đổi ví dụ cái xe chuẩn nhất để đến tay bà con mua xài ha. Thì mình đang còn một chiếc Lasetti nè, đây là mẫu Lasetti. Lasetti bên mình còn mấy chiếc luôn,
Con này số tự động không? Ừ. Đây là chiếc Hyundai số tự động không? Cũng đang vừa như vậy. Ừ. Giá 201 rẻ ghê vậy. Xe đúng là càng ngày càng rẻ. Anh em nào ví dụ như là đang có muốn đang có xe mà ví dụ như là muốn mua hoặc là muốn nghiên cứu thì cứ hãy đến trực tiếp cho tôi anh xem thử những xe này như thế nào ha, có hợp lý hay không nha. Tại xe mình thì mình bỏ ra dọn rất là kỹ, nhưng mà khi anh em mà con đến xem và anh em sẽ thấy được với những cái mẫu xe của mình thì hợp lý nhất nha. Xe của Pháp Anh nằm ngay trên quốc lộ 20 nha bà con, từ ngã ba Dầu Dây về hướng là 60 cây số. Anh em bà con có thể đến đây và chạy thử và test thử những cái mẫu xe bên Pháp Anh nha, để xem bên Pháp Anh bán những cái mẫu xe như thế nào, giá có hợp lý hay không, và bên Pháp Anh sẽ cam đoan với tất cả bà con đến với ô tô Pháp Anh là coi như là một sân chơi coi như là vui và những chiếc xe chuẩn để bà con có thể về đi gia đình rất là tốt luôn nha. Anh em bà con có thể là gọi điện hoặc là đến xem và chạy thử test thử những cái con xe bên Pháp Anh coi Pháp Anh bán như thế nào ha. Đây chiếc xe số sàn bản đủ nè anh em, mà con nhìn thấy không, nó có cái nút điều hòa tự động nè, tròn tròn màu vàng nè, không và túi khí nè. Chiếc xe này thì được lên cái bộ ghế rất là đẹp luôn, nổi luôn ha, tuyệt vời luôn. Xe này mà anh em nào không mua được thì tiếc lắm đây. Chiếc Kia Morning 62A. Anh em mà con nào ví dụ như thích mua cái xe nào thì hãy liên hệ bên ô tô Pháp Anh nha. Và Pháp Anh sẽ có những cái đầu xe và những cái số xe bằng 4 chỗ rất là nhiều luôn. 2, 4, 6, 8 khoảng cỡ gần 20 chiếc ha, là đang hiện trong này nè. Thì ngày mai mình sẽ review và quay sẽ từng chiếc cho bà con xem, để bà con mình thích xe nào là mua luôn nha. Rồi, bye bye.